Rau mùi hay còn gọi là ngò ta là loại cây mọc quanh năm, có chiều cao từ 20 đến 60 cm. Thân mảnh, lá bóng, các lá ở dưới chia thành phiến hình trái xoan có răng cưa, các lá ở trên chia thành nhiều tua nhỏ. Hoa mùi mọc thành tán kép, màu trắng, quả hình cầu có màu vàng hoặc nâu nhạt. Rau mùi được trồng phổ biến ở nước ta và thường có trong mùa đông, cây ra hoa từ tháng 4 đến tháng 7, ra quả từ tháng 7 đến tháng 9. Trong đông y, rau mùi có vị cay, tính ấm, có tác dụng trị phong tà, lợi tiểu, dễ tiêu hóa, trị các chứng sởi, mụn độc. Rau mùi khi kết hợp với một số vị dược liệu khác trở thành những bài thuốc hữu ích trong điều trị được nhiều loại bệnh phổ biến. Chỉ dùng trong bữa ăn hàng ngày mà gia vị đối với chúng tôi trong cũng là một vị thuốc đông y. Bản thân thì rau mùi là một vị thuốc có vị cay, tính ấm, có tác dụng phát tán phong hàn, giúp mà làm da mồ hôi, giúp sởi, ban sởi, các cái ban trần, điều trị các chứng ban trần dị ứng, thúc cho các ban sởi mọc nhanh hơn. Ngoài ra thì rau mùi còn có tác dụng là kích thích tiêu hóa, giải độc thịt cá, chữa một số các cái chứng mà bí đái cơ lăng nữa. Vâng, đấy là các cái tác dụng của rau mùi. Dạ vâng ạ, vậy thì với những đặc tính như vậy thì rau mùi có thể được áp dụng trong những bài thuốc trong đông y để chữa bệnh như thế nào thưa bác sĩ ạ? Trước hết thì rau mùi trong đông y của chúng tôi thì khi điều trị các cái chứng ban trần dị ứng, thúc sởi mọc thì chúng tôi phối hợp giữa rau mùi đơn đỏ và lá kinh giới đun lên lấy nước tắm hàng ngày. Ngoài ra thì hạt rau mùi cũng được sử dụng làm đun hạt rau mùi lên lấy nước đắp lên vùng mà ban trần dị ứng và đắp bã của rau mùi lên. Khi mà điều trị bí đái cơ lăng ấy, thì chúng tôi phối hợp giữa rau mùi với rễ của cây giã quỳ, cúc giã quỳ ấy, phối hợp cùng với lại bột hoạt thạch đun lấy nước uống để điều trị các cái chứng mà bí đái cơ năng mà chủ yếu là bí đái do lạnh. Ngoài ra thì rau mùi mặc dù nó cũng là một vị thuốc, một gia vị trong thức ăn nhưng rau mùi cũng có những chống chỉ định nhất định. Vì thế nên khi sử dụng thì bà con nên chú ý trước hết là với những người bệnh mà có chứng hôi miệng này, hôi lách này hay là có mùi hơi cơ thể đặc trưng thì không nên ăn quá nhiều rau mùi, bởi vì khi mà các cái hoạt chất ở trong rau mùi có thể kích thích cái mùi hôi của cơ thể của các bạn đặc trưng hơn. Thì đấy là những cái lời khuyên mà của chúng tôi dành cho vị thuốc rau mùi. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất là bổ ích trên ạ. Được khoa học chứng minh là một trong những loại rau có hàm lượng chất dinh dưỡng cao và có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Rau mùi có thể ứng dụng như một vị thuốc áp dụng trong đông y để chữa một số bệnh thường gặp. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số bài thuốc hữu ích từ cây rau mùi được trích trong cuốn Rau trị bệnh của nhà xuất bản Lao động. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích.
giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.